chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 3 bộ sách Global Success trên trang web olm.vn Unit 9 Colors các con thân mến màu sắc có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta còn hãy thử tưởng tượng nếu như không có màu sắc thế giới xung quanh mình sẽ trở nên tẻ nhạt nhàm chán Vậy con đã biết cách gọi tên những màu sắc xung quanh mình chưa? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời ngay thôi nào. Cô cho mình đến với phần 1, Vocabulary. Trong phần từ vựng, chúng ta sẽ cùng đọc to tên của những màu sắc trên màn hình nhé. Black Brown Blue Orange Black, Brown, Blue, Orange, Red, Green, Yellow, White, Red, Green, Yellow, White Các con đã ghi nhớ tên gọi của những màu sắc vừa rồi chưa? Con hãy cho cô biết màu sắc của những đồ dùng học tập sau đây nhé. Cô khen chúng mình đã rất nhớ bài. Chúng ta cùng chuyển sang phần 2, structures, phần cấu trúc. Đầu giờ học khi cô giáo chưa vào lớp, Ben và Daisy đã trò chuyện với nhau về những đồ dùng học tập của mình. Do you have a school bag? Yes, I do. What color is it? It's red. Do you have pencils? Yes, I do. I have two pencils. What color are they? They're black. khi muốn hỏi màu sắc những đồ dùng học tập của Ben, Daisy đã sử dụng hai câu hỏi đó là What color is it? và What color are they? Các con có nhớ hai câu hỏi này được sử dụng như thế nào không? À đúng rồi, khi hỏi màu sắc của một chiếc cặp sách thì Daisy đã sử dụng câu hỏi What color is it? Còn khi hỏi màu sắc của hai chiếc bút chì, Daisy đã sử dụng câu hỏi What color are they? vậy các con ghi nhớ khi hỏi màu sắc của đồ vật với số ít tức là chỉ có một ví dụ như một chiếc cặp sách chúng ta sử dụng mẫu câu what color is it và câu trả lời tương ứng là it's cộng với màu sắc it's red trong đó it's chính là viết tách của it is còn khi hỏi màu sắc của đồ vật với số nhiều, tức là từ 2 trở lên. Ví dụ, two pencils. Chúng ta sử dụng mẫu câu, what color are they? Và câu trả lời tương ứng là, they're cộng với màu sắc, they're black. Trong đó, they're là viết tắt của they are. Các con hãy sử dụng các mẫu câu này để hỏi và trả lời về màu sắc của những đồ dùng học tập sau đây. Các con làm rất tốt. Chúng mình cùng nhắc lại nhé. What color is it? It's orange. What color are they? They're orange. What color is it? It's blue. What color are they? They are blue. Chúng ta cùng chuyển sang phần cuối cùng, phonics, phần ngữ âm. Trong bài ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng luyện tập hai âm, đó là âm bl. Br. Hai âm này có một điểm chung, đó là chúng đều được tạo thành từ hai âm đơn. Âm bl được tạo thành từ hai âm b l b. L. Còn âm br được tạo thành từ hai âm b r br. Các con cùng luyện tập hai âm này qua các từ vựng nhé. Blah. Blue, black, br. brown, brush, blue Black. Brown. Brush. Cuối cùng, các con hãy lắng nghe các từ sau và chọn âm mà các con nghe được. Blank, brick, bread. Các con cùng quan sát lại các đáp án trên màn hình. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã nắm được các từ vựng, cấu trúc liên quan đến màu sắc và luyện tập hai âm bl, br. Các con hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các con và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm.vn.